Tâm Phát TV xin kính chào tất cả quý bà con. Rất vui được gặp lại quý bà con cô bác mình trong cái video mới nhất ngày hôm nay. Chấn động, trời ơi hậu le le lên cơn ghen. Hư ừ, ôi ôi tao nói lên cơn ghen mà kêu bằng giờ là một thứ điều mà muốn đuổi khứa hai ra khỏi nhà. Và nghe đâu là đồ chia tay đồ quà. Và thậm chí được được là lý dĩ luôn. Thấy ghen quý bà con. Rồi cái thông tin nó hấp dẫn như thế nào Cái sự việc nó ra làm sao Em rất mong quý bà con mình nhấn chút ít thời gian ra Gán mặt câu hết dùm em Xin mời tất cả quý bà con mình cùng lắng nghe Một cái bài viết của ông Thám Tử Nhùng Nó lên cái bài viết này Mà vô tình hậu le le thấy được Hậu le le mới tức mới lên cơn ghen Em đọc liền Đây Anh hai ơi Anh đừng lúng sâu nữa Thì ra Em nó ghen với chế le le. Chồng thì bỏ bê, mê anh hai là có thật nha. Thì bây giờ em mới vừa đọc qua cái bài viết này. Chắc hẳn là quý bà con mình cũng đang thắc mắc. Ủa mày nói vậy là mày nói ai mày? Hả? Mày nói vậy là mày nói ai? Thì quý bà con cô bác mình biết ai không? Thì ra là cái thằng mà thám tử nồm này. Nó đang nói chị Ni đó quý bà con. Nó nói chị Ni là anh hai ơi đừng có lúng sâu nữa. À, thì ra em nó... À, ghen với chế le le à, chồng thì bỏ bê rồi mê anh hai là có thật cái ý của thằng hai tư Nùng này là kiểu như chị ni ghen với bà le le tại vì mê hai bóng bóng trời đất ơi má ơi tôi nghe cái tôi muốn nhức đầu sổ mũi chóng mặt đau bụng tiêu chảy luôn nghĩ sao vậy trời nghĩ sao mà đi ghen với cái thằng bóng hay là nghĩ sao chị ni mê cái thằng bóng quý bà con em nói thiệt với quý bà con nha Em nói không phải là mình hạ thấp người ta Mà thực sự mà nói á Đối với ai em biết nha Ví dụ giờ cho em chọn đi Ừ, lông bánh canh thịt vịt nè Là chồng của con Và hai bóng bóng là chồng của Le Le Thì xin lỗi luôn, ví dụ tôi có chọn á Tôi có quả quá đi chăng nữa Ừ, kêu bằng dùng cái từ quả đó Thiếu thốn á Thì tôi cũng chọn lông bánh canh thịt vịt thôi Tại vì sao? Nói nào nghe mình nhìn vô trong ăn nhìn bánh lông bánh canh thịt vịt đó thì mình thấy đâu đó nó cũng còn chút Gọi là đàn ông Đúng không Còn khứa hai bạn thờ thì sao Trời đất ơi đàn ông con trai gì đâu mà tôi nói thiệt dày Gọi em hỏi quý bà con mình làm ăn gì mà mê Đúng không Trời đất ơi là trời phải chi mà nói mê Chẳng hạn như trợ lý cũng được đi Mình nói cho nó có cơ sở Nó nghĩ sao nó đồn nó nói chị Ni À, hai bàn thờ Mới kêu hai bằng thờ nó quay đầu là bờ đồ các kéo nó đựng lúng sâu Trời đất ơi ông nội tôi lại Cha cha con lại cha 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 thám tự nùng Chắc chắc khờ thì cũng vừa vừa thôi Nghĩ sao mà thầy ông nội đó Nó còn nói mất còn còn ghiên được mà Thì quý bà con mình thử nghĩ coi Cái chuyện gì mà nó nói không được Mà em nghĩ coi, cũng tội nghiệp Những cái người mà kêu bằng khán giả của nó đó Bơm vô trong đầu những cái chất mà kêu bằng axit atonic ừ, những cái chất mà cạc bu nít những cái chất nó, nó 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 hại cho cái bộ não của mình nó không có tốt nghe đi nghe nhiều vô nghe nhiều vô đi rồi mới mốt á là kêu bạn đi theo thầy ông nội luôn ừ nghe nhiều vô đi rồi mới mốt đừng hỏi sao trời đất ơi sao nay tôi bị bệnh trầm cảm ừ sao tự nhiên nay tôi bị bệnh mà lơ ngơ lát nghe đúng không quý bà con khùng thì cũng vừa vừa thôi cha ơi ví dụ giờ cha đừng nói chẳng phải cha chứ không phải cha mê chị ni hả Em nói quý bà con nghe không phải mình nói mình bậy nha Em có cảm giác mình đàn ông nhau mà Đúng không Bây giờ mình bỏ qua vùng le le Nhưng mà em thấy, thấy thằng thám tử nùng mày nè Làm như nó khoái chị Ni quý bà con Ai đồng tình bình luận liền cho em biết Hết Ôi, em nói quý bà con nghe thợ chị Ni bây giờ mà chỉ cần chỉ, chỉ ngồi nghe cái cầu cá ta đó Ở dưới quê em họ không cần dưới quê em nhà em sát bên có luôn kìa Cái cầu đó em nói quý bà con ha mát dữ lắm Trưa ha mà đi một phát một nó mắc rồi luôn Ừ Thái, thì thì thám tử nụng nó y chang như những cá ta nuôi vậy đó chỉ cần mà suốt là cái con cá ta nó hả họng ra nó tớp 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 mà bữa nào mà chị ni mà kiểu như hơi đau bụng chút mà bị lỏng á <laughs> mình mình không có không có đạt nha mình đi lỏng một cái một mà trời đất ơi ông nội người ta tham tư tham tư nụng nó mê dữ lắm quý bà con ừ, bữa đó là kêu mà nó no luôn mình đàn ông con trai mà mình đi sôi mối những cái chuyện mà cái chuyện này đáng lý ra đàn bà, phụ nữ người ta nhiều chuyện với nhau. Có đâu mà nó đàn ông con trai mà nó đi sâu mối những cái chuyện đàn bà. Em á, nhiều khi, quý bà con mình nói tới đây, nhiều khi có fan của nó nhào vô gậy nói Mày cũng đi sâu mối chuyện đàn bà vậy mày. Nhưng mà em sâu mối nó cũng có giới hạn. Chứ không phải như hằng thám tử nùng Đúng không? Em nói là vừa đủ giới hạn, vừa cho phép. Chứ cũng không có đem chuyện mà kêu bằng... À, mà mà tình yêu trai gái gì chuyện nó cùng ta mắc gì mình nói trời đất ơi mà giờ sao mày biết nghe chị ni chi khoái hàng tháng tư ồ bậy, chị ni chi khoái hàng 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 hai bàn thờ đâu mà kể tao nghe coi tháng tư nục đúng không quý bà con trời đất ơi là trời cha 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 vừa vừa cha phải phải thôi cha làm biết mà giờ trời đất ơi nó mà em nấu tới đây em tức những cái người khán giả thay vì bây giờ mình qua tâm phát tivi mình nghe nó tào lao nhưng mà nó đỡ cái nữa mình cũng mang được tiếng cười. cười. Ừ đúng không? Em nói vậy chứ nhiều khi quý, quý, quý bà con mình đang câu thì cũng cười. Còn nó ăn câu nó là Câu nó cái gì? Nó lên nó xàm á à? Nó lên nó xàm mà quý bà con mình cười không? Hay là quý bà con mình càng ngày càng câu á, mình thấy nó cái mình nặng đầu, mình áp lực. Đó, mình câu nó rồi xong mà con nó căng dưới ta. Còn câu bên kênh em thấy không? Trời ơi sao tôi vô cái thấy cái thằng này nó ngáo 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 là tôi khoái nó cái đó. Cái kiểu như vậy. Mình làm gì như vậy mình làm thì mình đều làm ơn mình đừng có dẫn dắt khán giả khán giả bây giờ á nói nào nghe em nói với bà con nghe cũng có nhiều người mà ta kiểu như người ta chưa hiểu biết nhiều cũng có nhiều người mà đi bị bên phía bên đó nó dẫn dắt nó mang cái danh là thám tử trời ơi nghe thám tử cái chất này nó dữ lắm nè ừ thám tử tưởng gì đi chuyên gia đi soi mối những cái thám tử cung đi soi mối chuyện đàn bà phụ nữ thì mà hỏi quý bà con mình thám tử cái gì nó gành lực lắm mà ganh lực tại sao làm lực sư ừ ganh lực tại sao á mấy già nó vô duyên chứ ganh lực á tại sao không mở ra một cái văn phòng đúng không thám tử à thám tử nó cũng ngang ngửa với ba kêu bằng trinh sát đúng không, quý bà con ủa kêu bằng gì ta công an công an hình sự đó đúng chưa tại vì bây giờ em nói quý bà con mình nghe tới cái tự thám tử thì tất nhiên là cái người này nó dữ dằn lắm chẳng hạn như nó đi uh, uh, làm đặc vụ đó ừ nó đi nằm dùng đâu đó nó là kêu bằng hình sự đâu hình nộm đâu Tham thám tử dữ chưa thám tử tối ngày sau thám tử cung của người ta hả rồi tối ngày sau chuyện đàn bà con gái tối ngày lên livestream nói tào lao mía lao vậy thì bây giờ quý bà con mình nên nghĩ giùm em ở trên mạng bây giờ trời đất ơi nó tràn lan giờ em nói em lên em là ca sĩ được không được sống được rồi quý bà con mình tin không Trời đất ơi, bởi em nói thiệt á, chúng ta coi, thì chúng ta hãy coi kỹ đi. Em tội nghiệp là tội nghiệp cho những cái quý bà con cô bác mà cứ coi cái kênh của nó. Đúng không quý bà con? Rồi đó là cái thông tin thứ nhất. Rồi bây giờ em sẽ cho tất cả quý bà con mình biết một cái thông tin thứ hai. Mới cái chắc đây thôi, có một cái bài báo. Bài báo này, người ta đang soi mối. Người ta đang thắc mắc á, là dạo gần đây, chị Le Le à những cái hành động những cái hành vi của chị lê le, le nó cho tất cả mọi người đang thấy là cứ hai bong bóng và chị lê le, le đã giảm cái tương tác với nhau có nghĩa là dạo gần đây hen thường thường quý bà con mình mới thấy không khi mà họ mới đính hôn đó ừ họ làm đám hảo ấy đó Le le đi đâu là có bong bóng sát bên Le le kêu bận gì à, live stream thì hai bàn thờ ngồi đằng sau làm kêu bằng hậu dễ cho le le đó mà bây giờ mấy ngày hôm nay quý bà con mình nếu mà có coi live stream của le, le đó thì chúng ta thấy le hàng hai bằng hai bàn thờ đó, nó xuất hiện rất là ít và đặc biệt nó ít tương tác với hai bong bóng thì cái điều đó cho chúng ta thấy được cái gì hiện tại bây giờ cái tình cảm của hai vợ chồng này nó đã và đang y chang như là một cái màn kịch nó chuẩn bị nó hạ màn rồi quý bà con đúng không Trời ơi em nói rồi em nói nghe lúc ban đầu Và em cũng tin rằng quý bà con cô bác mình cũng đã nhìn thấy được cái sự việc này Nó đến với nhau chỉ qua là nó lợi dụng lẫn nhau Và không có tình cảm yêu thương gì thật sự ở đây Em nói quý bà con nghe như thế này nè Hai bong bóng nó nuôi cái thằng trợ lý từ lúc 17 tuổi Rồi em hỏi quý bà con mình coi nó mê không Nó mê sao không mê Mà bây giờ tối ngủ á Thì cái thằng mà kêu bạn gì uhm nghe đồn nha em nghe đồn nha hằng ngày trợ lý á, nó qua nó ngủ chung với anh le le còn hai bàn thờ lâu lâu ngủ một mình hoặc là ngủ với cái thằng gì mà tóc năm năm mà cái đầu vàng vàng đó ừ cái thằng đó đó thì em hỏi quý bà con mình hai bàn thờ nó khét nó ghen không nó ghen sống ghen mà đặc biệt những cái người em nói đây em có đụng chạm tới giới tính thứ ba nha quý bà con mà em nói riêng nó riêng, cứ hai bàn thờ thôi hai bàn thờ này thì quý bà con mình biết rồi trời ơi bây giờ là dạng như còn kính á mai chịu lộ luôn cho mà coi nè đó thì làm sao cứ hai bàn thờ này chịu nổi với cái tính tình của con le le còn giờ le le ví dụ nó bắt trả bài rồi trả cái gì đúng chưa bây giờ em nói vậy không phải em nói bậy mà đó là sự thật chuyện vợ chồng với nhau mà làm gì không có trả hay không trả đúng không trả nhiều trả ít thôi đúng chưa quý bà con trời đất ơi là trời bởi vì vậy chúng ta này, báo chí người ta đăng người ta soi mối là có lý do thì hiện tại bây giờ quý bà con cô bác mình cũng đã thấy đó Thì à, cái chuyện tình cảm của Le Le nó đã và đang kêu bằng chuẩn bị bị phơi bài Và dạo gần đây nó Le Le cắt tóc nè Nhan sắc Le Le thì tàn tả te tua tơi tả Rồi nào, nào rồi 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 thêm những cái mục gì đó em biết Mục gì mà nổ ngay cổ rồi cái đầu á, thì gì đâu trời nó bị Bị hối hay bị lãm gì đó quý bà con Bây giờ không tin quý bà con mình cứ so sánh so sánh cái lúc mà le le mà còn chơi với chị Long á và le le chơi với hai bàn thờ á thì hai cái tấm hình nó hoàn toàn trái ngược nhau lúc đó thì nhìn vô chị le le nói nào ngay cũng còn có da có thịt và nhìn vô lúc đó là còn xài áp lắm nha là nhìn vô chúng ta thấy cái nhan sắc đó. mà cũng đâu có bao nhiêu lâu đâu quý bà con mới có năm mấy chứ gì bây giờ là nhìn cô bằng nó tàn tạ te tua một trời một vực lắm bởi tao nói thiệt cái bởi tâm sinh tướng là đúng Ăn ở sống như thế nào Tối nhà cái đầu óc á Suy nghĩ cái chuyện hại người ta Thì rốt cuộc ta nói tâm sinh tướng Trời xui đất khiến sao cho nhan sắc mình nó tàn tạ Nó te tô quý bà con Đúng không Rồi bây giờ là em và quý bà con cô bác mình Cùng nhau mà đến với cái thông tin cuối cùng Nó cực kỳ hấp dẫn luôn quý bà con Ngày hôm qua Em nghe ở trên các cái hội nhóm Người ta chia sẻ như thế này Người ta nói con ve Nó đang quy tụ và nó quy động vốn để làm gì? để nó trả tiền cho bà sọn giả. Sau khi mà bà sọn giả yêu cầu nó, bây giờ mà tao 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 cho mày bao nhiêu mày trả lại hết cho tao. Thì nghe đâu nó cũng được nó cũng có trả cho bà sọn giả đó. Nhưng bà sọn giả trả ngược lại cho nó. Vì cái lý do gì? thì vì cái lý do là con dê nó trả không đủ tiền cho bà sọn giả. Tao ơi thật hơi dễ ăn với ngoại quá ha con. Em nói thật với quý bà con nha. Bà sọn giả này chúng ta nhìn vậy đó. Chứ bà ta không phải là chuyện đơn giản đâu Và bà ta Đầu bà ta có sạn ở trong đó Cỡ như con ve hả Cỡ như bé ve là không có vé với bà soạn giả đâu Và em nói với quý bà con nè Quý bà con mình hôm nay cho em làm một hai cái bạn kêu bằng gì ta cái gì à Lưu bá ôm nha Ừ lưu bá ôm đi em giữ đón nha Ừ em lưu chuối ôm cũng được nữa Ừ Sắp tới đây Bà soạn giả sẽ có một cái cuộc cách mạng hả bắt đầu sẽ tung ra những cái bằng chứng những cái bằng chứng đó là cái gì thì quý bà con mình cứ chờ đi em dự đoán vậy nè những cái bằng chứng mà cậu năm vũ linh nói mà kêu bằng tâm sự với bà soạn giả về cái vấn đề chị lon là chúng ta nghe rồi đúng không nhưng em tin chắc rằng cậu năm vũ linh có nói về con ve nữa mà bà soạn giả chưa tung ra đó đúng không quý bà con mình chờ đi em tin chắc rằng một ngày không xa thôi nếu mà con ve nó chưa biết quay đầu là bờ hoặc là nó bỏ bà sọn giả đi theo hai bàn thờ thì chắc chắn và cái khả năng cao nó sẽ có thể xảy ra đúng không quý bà con rồi thì đó là toàn bộ những gì mà em muốn chia sẻ với tất cả quý bà con cô bác mình quý bà con mình nghĩ như thế nào Hãy để lại cái ý kiến và cái suy nghĩ của quý bà con mình dưới phần bình luận video. Cảm ơn và chân thành biết ơn tất cả quý bà con đã dành thời gian ra mà coi cái video này. Xin chào, hẹn gặp lại.